Xin kính chào anh em gần xa khắp nơi đang theo dõi kênh Vinh Thành Audio. Thì hôm nay em về được một combo của Sony, nó sẽ có là một gồm một âm ly và một CD để phục vụ anh em nha. Và với cái âm ly Sony thì nó sẽ có model là TA-AV590. Thì đây là một trong những cái dòng âm ly đa kênh thế hệ đầu tiên của Sony, thì nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta cái kết nối là analog thôi nha anh em. Và ngoài ra thì nó vẫn sẽ có một số cái chức năng về chế độ âm thanh, và nó sẽ có một cái màn hình hiển thị cái thông tin đầy đủ về cái ngõ vào và các chế độ âm thanh, khá là đẹp nha anh em. Về chức năng sử dụng của nó thì rất là đơn giản, nó cũng như là những cái dòng âm ly stereo hai kênh thông thường, thì nó vẫn thiết kế cho chúng ta cái chế độ là chỉnh bass, chép và ba lăng rất là dễ dàng sử dụng nha anh em, và lựa chọn là stereo mono. Và ngoài ra thì nó sẽ có chức năng là tắt mở loa, và nó sẽ có cái ngõ rề out để chúng ta có thể sử dụng cái con âm ly Sony này như là một cái rề out để xử lý bass, chép và các chế độ âm thanh nha anh em, cũng khá là tiện dụng. Và máy về thì nó sẽ không có khiển zin theo máy, và em đã làm được một cái khiển học nha, thì nó sẽ có khả năng là tắt mở nguồn, điều khiển ngõ vào, volume. Thì với cái volume này thì nó sẽ điều khiển bằng bởi một cái motor nha anh em, thì khi mà nhấn volume thì nó sẽ xoay cái nút rất là dễ dàng. Và về cái đầu đĩa ha, thì nó sẽ có model là Sony CDB590 luôn, thì nó cùng mã nha anh em. Và với cái dòng Sony này thì nó sẽ chạy là hai chip pin rau, nên nó sẽ cho cái chất âm khá là hay. Và đặc biệt là cái mắt đọc của nó là xài mắt đọc Sony 240, đây là mắt thông dụng, khá là dễ dàng thay thế nha anh em, và hiện tại là mắt đọc rất là tốt. Và với cái khiển này thì nó sẽ có khả năng là điều khiển cả cái âm ly và đầu đĩa luôn nha anh em, rất là tiện dụng. Đây là những cái núm, cái phím để điều chỉnh cái đầu đĩa, stop bài, play và qua bài. Và về cái âm ly thì đây là nút nguồn, tắt mở nguồn, nút ngắt tiếng, và đây là ba cái nút để điều khiển ngõ vào, và đây là cái nút các chế độ âm thanh. Thì anh em nào thích cái chế độ nào thì ta sẽ dừng lại ở chế độ đó. Và các ngõ vào 1, 2, 3, 3 phím dưới ha. Thì hiện tại em đang kết nối ngõ CD là kết nối với đầu CD, và ngõ tuner là kết nối với ngõ âm thanh AUX. Và về cái kích thước nha anh em, kích thước của cái con âm ly và CD, chiều ngang là tiêu chuẩn là 435mm nha anh em, và chiều cao con CD âm ly là 135mm, và tổng chiều cao của âm ly và CD luôn là 230mm. Âm ly là size lớn luôn nha anh em, không phải là size nhỏ ha. Và chiều sâu của nó, chiều sâu của âm ly là 350mm nha. Về hình thức thì còn khá là tương đối nha anh em. Máy về thì trong tình trạng là nguyên zin và hoạt động hoàn hảo hết nha. Rồi em sẽ đầu tiên là em sẽ test cái ngõ tuner, đây là ngõ AUX nha nè. Rồi em khiển bằng cái khiển luôn, volume lên ha. Cái thiết kế công suất của nó lên đến là 145W cho loa 6 ohm nha anh em, thì nó đánh cũng khá là ổn, và nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta cái trở kháng loa từ 6 ohm cho tới 16 ohm. Rồi thì đó là em đã test về cái ngõ AUX nha anh em, tên là tuner. Rồi tiếp theo em sẽ test luôn về cái đĩa luôn ha. Thì trên khiển ha, thì chúng ta chọn là cái phím đầu tiên nha anh em,
cái đầu tiên phía dưới ha, thì nó sẽ chuyển qua khiển ha, qua CD rồi. Đây là nút lấy đĩa ra ha. Rồi em đã bỏ sẵn một cái đĩa rồi, đây là một cái đĩa chép nha anh em, trong tình trạng là cũ ha, chày rất là nhiều. Rồi em sẽ test chức năng nhận bài ha, bấm vào rồi đọc khá là nhanh ha, bấm play, tăng volume lên một cái vị trí thì có khả năng điều khiển cả đầu đĩa và âm ly luôn nha. Như vậy là đã test xong về cái chức năng đọc đĩa nha anh em. Và về cái kết nối của cái combo này thì cũng rất là dễ dàng nha. Rồi, đây là cái ngõ CD ha. CD em đang kết nối vào CD. Và đây là ngõ tuner lấy tín hiệu từ AUX nha. Và như anh em nào có nhu cầu để lấy ngõ REAL để làm xử lý về chất âm bass chép ha, thì hoặc là lấy âm thanh qua cái hệ thống audio khác ha, thì ta có thể lấy tín hiệu output đây. Và đây là cái thông số của nó ha, Sony TA-AV590, điện áp 100V và công suất tiêu thụ điện của nó là 190W, made in Japan luôn nghe anh em, cả hai con đều là made in Japan hết ha. Rồi tiếp theo em sẽ soi ruột khang của cả con CD và cả âm ly cho anh em xem ha. Và đây là nội thất bên trong cái đầu đĩa Sony nha anh em, ruột gan rất là sạch sẽ ha. Và ở đây anh em sẽ thấy ha, với cái dòng này thì nó sẽ cho âm thanh khá là hay vì nó sử dụng cái chip giải mã bên rau luôn. Đây là chip giải mã cao cấp ha, BCM56B giao băng luôn nha anh em. Thì bên rau là một trong những cái chip giải mã nổi tiếng nha anh em, và nó đã được áp dụng trong cái con đầu đĩa Sony này thì chất âm của nó khá là hay, rất là đáng đồng tiền nha anh em. Thì với một cái combo CD và âm ly Sony thì em sẽ để một cái giá cực tốt để cho anh em chơi trong những cái mùa lễ Tết này. Rồi tiếp theo em sẽ soi cái ruột gan bên trong cái đầu âm ly luôn nha anh em. Và đây là ruột gan bên trong con đi Sony nha anh em, còn khá là mới nha. Và với cái dòng này thì nó sẽ chạy là 8 sò than, sò cũng khá là lớn nha anh em. Đấy, khá là sạch sẽ. Hai tụ lọc nguồn 10.000 microfarad nha. Và đây là cái thông số của hãng nha anh em, Sony TA-AV590, giá xuất xưởng là 49.000 yên và phát hành vào năm 1995. Và về cái thông số của nó, maximum là ở loa 6 ohm là 145W nha. Đánh cũng khá là khỏe và cái công suất thông thường của nó là 75W. Trọng lượng là 10kg. Công suất tiêu thụ điện là 190W. Và em sẽ bán một cái combo, máy sẽ gồm âm ly và cái đầu CD luôn nha anh em, với giá là 2.350.000, chưa bao gồm phí vận chuyển nha anh em. Thì xin cảm ơn anh em đã theo dõi và đăng ký kênh Vinh Thành Audio. Xin hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Xin chào tạm biệt ạ.